Hello Mini, tập hôm nay chúng ta sẽ lại unboxing quần áo và phối đồ. Lần này thì mình mua đơn hàng 1 triệu mấy lần của một shop ở Đà Nẵng tên là Mono Shop. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào phần unbox luôn nha. Ok, bây giờ cùng sang unbox thử là cái đơn 1 triệu mấy như này thì sẽ có gì trong đây nha. Mình đợi để khui chung với mấy bạn á. Có một cái bọc nữa. Giờ mình sẽ xé cái bọc thứ hai. Thôi mình cắt đi cho lẹ nha mọi người. Đầm von hoa hở vai cổ yếm, giá của nó là 269k. Để hợp với cái áo này thì mình sẽ dùng son màu hường cánh sen nha. Tại vì mình cảm thấy cái áo này kiểu như tiểu thư ngây thơ trong sáng 16-17 tuổi á. Thì dùng cái màu này cho ngây thơ nha. Xong rồi các bạn thấy thế nào? Mình cảm thấy màu hường cánh sen rất là hợp với cái áo này luôn. Và mình sẽ dùng hai cây kẹp này để kẹp hai bên nha. Đây là kiểu tóc yêu thích nhất của mình. Kẹp hai bên dịu dàng, nhẹ nhàng, ngây thơ trong sáng. Wow, giống tiểu thư rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi tổng thể nha. Trong nắng thì mình đẹp hơn hay sao các bạn ơi? Khi tôi mặc cái đầm này vô ấy, thì tôi cảm giác là cái đầm nó sẽ giúp che cái vòng hai to của mình nè. Rồi giúp đôi chân mình cảm giác thon gọn hơn. Về phần bắp tay ấy, thì cũng sẽ một phần nào đó giúp che bắp tay to. Và tôi để ý là khi ra nắng ấy, thì ánh nắng làm tôi đẹp hơn các bạn ạ. Cái đầm này kiểu là vừa có thể che khuyết điểm nè, vừa có thể tôn lên vẻ đẹp của mình. Ví dụ như là ai có xương quai xanh hoặc là đôi vai thon gọn ấy, thì mặc cái đầm cổ yếm này lên, vừa tôn xương quai xanh nè, vừa khoe đôi vai thanh mảnh của mình. Thì cái đầm này mặc bằng cách cột cọng dây ở cùng cổ nè. Mình thấy là cái đầm này mà mặc đi chơi mùa hè này là số dách luôn các bạn ạ. Sẽ ra sao nếu bây giờ tôi kết hợp cái đầm này với một chân váy dài nhỉ? Có lẽ là từ một nàng thơ sẽ biến thành công chúa luôn các bạn ạ. Nói đùa thôi chứ kết hợp như vậy thì sẽ tạo ra cho mình một cái outfit mới. Nhưng mà nhét cái đầm này vào chân váy á, thì cảm giác là vòng hai của mình to hơn. Cái mông cũng to nữa do mình độn thêm vải vào mà. Nhưng mà không sao, vẫn đẹp các bạn ạ. Các bạn thấy đúng không? Set tiếp theo có tên là áo cổ yếm Volter Buckner kèm chân váy hoa lon màu. Cái set này thì mình mua giá là 255k. Hồi nãy tôi mới thay đồ xong từ trong nhà tắm bước ra, các bạn sớm thấy tôi đã nói giống mấy người ở nước ngoài. Ý bà nói là giống trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc á mọi người. Còn tôi thì cũng thấy giống trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc. Nhưng mà giống ở chỗ là mấy cái áo yếm của người phụ nữ hay mặc xong rồi lên giường hoàng thượng mê hoặc ổng á. Cởi hết áo ra chỉ còn cái áo yếm này thôi đặng mê hoặc ổng. Nhưng mà cái set này che được vòng hai to rất là tuyệt vời nha mấy ní. Mới đầu mình tưởng là mình chọn màu xanh này thì nó sẽ dìm da mình. Nhưng mà không các bạn ạ, nó rất là tôn da mình luôn nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Áo này mà ai mà có xương quai xanh nè hoặc là vai gọn gọn mặc vô là không thể chê đường nào luôn nha. Nhìn rất là sexy quyến rũ luôn ấy. Hồi nãy giờ chưa có là nàng thơ đâu, cái set này mới gọi là nàng thơ nè. Thì cái set này người ta gọi là set áo gân trễ vai, giá của nó là 235k nhưng có kèm cái chân váy này nữa nha, chứ không phải là chỉ áo không. Set này không có giúp mình che được vòng hai to hay là bắp tay to nữa rồi, nhưng mà giúp mình che được chân to nè, nhờ vào chân váy dài và đặc biệt nhìn rất là sang luôn nha. Phải nói là mình thích cái kiểu áo này cực các bạn ạ. Tại vì ngay chỗ này nè, người ta làm nhấn nhấn kiểu này sẽ tôn vòng hai của mình, nó tôn eo của mình nè. Với lại thiết kế giúp tôn xương quai xanh. Rồi cái này nữa, cái tay áo giúp mình che nắng nè. Các bạn có biết mấy cái mẫu thiết kế áo khoác mà có tay che nắng tới đây không? Thì cái áo này có luôn. Đó, quá đẹp. 10 điểm. Chân váy này thì không có con rít kéo nhưng mà ở phía sau này nó có lưng chun. Vậy sẽ ra sao nếu mình phối cái áo này với chân váy ngắn? Thì là hết che được khuyết điểm chân to rồi chứ sao. Nhưng mà nhìn nó năng động này hơn nè. Nói chung phối với chân váy ngắn hay chân váy dài là tùy vào phong cách, tùy vào sở thích của mọi người thôi. Set dạ viền bèo, giá của nó là 179k. Giá rẻ cực các bạn ạ. Nhưng mà đây là cái đầm, cái set mà mình thích thứ hai sau cái set màu xanh lá mạ lúc nãy. Khi mình mặc set này vào thì mình thấy giống trong mấy bộ phim Hàn Quốc các bạn ạ. Mấy cái cô gái đóng vai nhân viên văn phòng trong các công ty lớn. Nói chung set dạ mặc vô thì rất là sang luôn. Mình cảm thấy là cái set này phù hợp với những người phụ nữ trưởng thành á, cho nên bây giờ mình sẽ đổi kiểu tóc không có cột hai bên nữa nha. Giờ mình sẽ buộc tóc nửa đầu với cây kẹp này nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi tổng thể nha. Cột kiểu tóc nửa đầu đằng sau như thế này thì mình cảm giác mình trưởng thành hơn nhưng mà vẫn giữ được nét dịu dàng. Mình coi phim Hàn Quốc với phim Trung nhiều lắm và mình để ý là mấy quý cô sang chảnh con nhà giàu thường hay mặc những
cái set dạ như này nè. Quay video thì nhiều khi cái màu nó không có đẹp bằng ở ngoài đâu các bạn. Ở ngoài nó đẹp dữ lắm. Tuy là giá chỉ có 100 mấy thôi, nhưng mà chút vải dày dặn cực luôn nha. 100 mấy là lúc mình edit video này nó đang giảm giá hay sao mà có 100 mấy, còn lúc mình mua là tới 250 lận. À, dạo gần đây mình coi phim Thái, mình cũng thấy mấy quý cô con nhà giàu á thường mặc cái mấy cái set dạ này nè, cộng thêm với một cái khăn nữa các bạn. Nhưng để quý tộc như các cô ngày xưa thì chúng ta sẽ đổi cái khăn này nha. Ok, mình sẽ xếp thành hình tam giác như vậy. Rồi mình sẽ ịnh lên cái đầu của mình. Giống mấy bà già ngày xưa đó, nó thẳng là vậy á. Nhưng mà ngày xưa người ta đeo khăn rằn, còn thiếu cái mắt kiến thôi các bạn ạ. How does it look? Giống bà cụ non rồi đó. Mình sẽ phối với cái chân váy hồng lúc nãy với một áo crop top thử có sao nha. Wow, ghê luôn các bạn. Ôi mẹ ơi, nó hợp với mình quá các bạn ạ. Màu hồng, màu trắng kết hợp với nhau là tông xịt tông rồi nè. Mặc vào thì cũng rất là trẻ trung năng động, y như trẻ ra 10 tuổi vậy các bạn ạ. Hồi xưa giờ mình chuyên gia vậy, cứ thấy hồng là mình chơi màu trắng vô thì kiểu gì nó cũng hợp hết, mình để ý rồi. Cái áo crop top này mình mua chỉ có 169.000 thôi các bạn. Mình mua cũng lâu rồi á, để quay video biến hình. Để cho kín đáo thì mình sẽ lấy cái áo khoác này và khoác ở bên ngoài nha. Để cho cá tính á thì mình sẽ không gài nút lại. Và mình thấy là nếu lùn thì cũng không nên, càng không nên gài nút. Tại vì gài nút lại thì nhìn nó lùn lùn sao ấy. Để crop top hở hở như này nè, hở hở phúc phúc vậy nè, thì nhìn sẽ cao hơn. Cái kiểu này phải gọi sao ta, vừa kín đáo mà vừa sexy. Tiếp theo, phong cách tiếp theo, mình lại lấy cảm hứng từ những bộ phim Hàn Quốc nữa các bạn. Từ những bộ phim tổng tài, nữ tổng tài nghiêng, là hay khoác cái áo khoác bên ngoài đằng sau như này nè. Nhìn nó rất là mạnh mẽ, cá tính, sang trọng, quyền lực. Còn xách cái áo khoác như này thì chắc chỉ để biểu diễn thời trang, đi trên sàn khách quốc đồ, chứ xách ngoài ta tưởng du côn. Tiếp theo lại là màu trắng kết hợp với màu hồng. Lúc nào kết hợp hai màu này lại với nhau á, mình cũng cảm thấy mình trẻ ra 10 tuổi vậy á. Nhìn nó cứ trẻ trung và năng động như thế nào ấy. Bây giờ gài nút lại thì nhìn nó nghiêm túc hơn nè. Không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng mà kiểu này nhìn cứ giống nữ sinh như thế nào ấy. Wow, cái đầm siêu đẹp luôn mà còn sang nữa các bạn. Mình mặc cái này mình cảm giác như mình chuẩn bị đi dự một buổi dạ hội yến tiệc rồi đó. Nhưng mà mặc cái đầm này mình không thể xoay thoải mái được các bạn ạ. Tại vì cái đầm này nó ngắn dữ lắm. Kêu mình mặc cái đầm này đi trước nhiều người thì mình không dám bước luôn á. Mình sẽ thử mặc cái đầm này với mang đôi guốc mũi nhọn này nha. Cái con cà tuẩn này vô duyên thật sự, nó mê đôi giày mình quá hay sao các bạn. Khi mang đôi giày này vô thì mình cảm thấy nó không có hợp. Tại vì đôi giày này có sợi dây nè. Phải là đôi giày không có dây quấn thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mình chỉ có một đôi guốc màu đen này thôi các bạn. Hồi nãy giờ miêu tả quá rồi miêu tả mà quên nói giá của cái đầm. Cái đầm này tên là đầm tua rua cổ yếm đính nơ, giá là 229k nha. Mà cái đầm này tuy không che được chân to nhưng mà giúp mình phe xương quai xanh nè, đôi vai thanh mảnh. Tập thể dục để làm gì? Để có xương quai xanh để khoe đó. Tóm lại là cái đầm này vừa đẹp vừa sang, chỉ có điều nó hơi ngắn thôi. Set tiếp theo là đầm tua rua dáng dài, giá của nó là 250k. Mà cái đầm lên thì mình cảm giác mình y trang công chúa luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình không thích mấy cái tua rua, tại vì lúc kéo con rít lên đó, nó bị vướng mấy cái sợi tua rua ở bên ngoài mọi người. Bây giờ mình sẽ thay đôi guốc mình mới nhận được hồi sáng. Cái đầm này thì mình sẽ mang đôi giày guốc nhọn này nha mình hít. Đôi guốc này thì mình order trên Shopee, giá của nó là 138.000, không có tốn tiền ship nha, mình được free ship. Thì mà cái guốc này thì khó quay quá, quay không được các bạn ạ. Mình hay order mấy đôi guốc mũi nhọn như vậy tại vì mình thấy nó sang, nó giống tiểu thư á các bạn. Các bạn có thấy giống vậy không? Lúc đầu thì mình định phối cái đầm này với một cái áo cổ lọ màu đen bên trong nữa, nhưng mà do cái đầm này nó sát cơ thể mình quá, nó ôm cơ thể mình quá rồi, cho nên mặc cái áo nữa thì nó sẽ bị chật, kéo con rít nó hỏng lên. Set tiếp theo lại là một cái đầm y chang như vậy, vải y chang như vậy mà là kiểu khác. Kiểu này là kiểu cột dây đằng sau như này nè. Còn kiểu hồi nãy là kiểu hai dây, lúc mình mua thì nó chỉ còn một cái hay sao ấy. Bây giờ mình lên Shopee mình coi nữa thì hết rồi, không thấy hiện lên nữa. Giá của nó cũng là 200 mấy. Nhưng mà không biết sao mình mặc cái đầm này lên mình cảm thấy mình không đẹp. Mình cảm thấy cái vòng một mình lép xẹp có chút, nó phải nhô nhô ra một chút nữa thì mình cảm thấy nó đẹp hơn ấy. Ở quê thì mặc cái đầm này đi ăn đám cưới người yêu cũ là quá là hợp luôn nha. Nói chung mình mê cái shop này lắm. Đồ thì vừa đẹp nè, vừa sang mà giá chỉ chừng 100 mấy 200 thôi à. Mọi người ơi, mình mới xem ảnh mẫu mình tải về thì không phải cái đầm này mình mặc lên người nó không được đẹp, mà tại vì mình mặc trật.
của người ta là phải mặc như này nè, phải mặc chéo hai cọng dây này qua mà lúc nãy mình ấy thẳng lên rồi cột lại nên nó không có được đẹp, nó lên form không có được đẹp. Còn người ta như vậy thấy không, khoe xương khoe xanh đồ các kiểu. Còn cái kia mặc vô cái ngực nó lép xẹp luôn á. Đây bây giờ để mình cho mọi người coi tổng thể nha. Lần này mình kết hợp cái đầm này với một đôi giày sandal, cùng với đó là mình làm kiểu tóc xoăn sống lơi nè, cộng với hai cái kẹp ở hai bên nữa, nhìn cho nó giống tiểu thư nha. Nhìn chung cái đầm này thì mặc hai kiểu đều đẹp cả, nhưng với cái kiểu cột chéo như thế này thì mình thấy nó hợp hơn. Còn mọi người thấy sao? Quay xong là tối luôn rồi mọi người ơi. Thôi cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên like và sub ủng hộ mình để mình có động lực làm video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye.